Thưa quý vị, cũng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, qua tuần tra, Công an thành phố Vũng Tàu vừa phát hiện tài xế ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Tây Ninh dương tính với ma túy. Trong xe này còn chở nhiều súng hung khí cùng với ma túy. Công an đã tạm giữ tài xế lái xe bán tải cùng với 6 đối tượng đi cùng. Cụ thể, vào khoảng 1 giờ ngày 9 tháng 12, Công an thành phố Vũng Tàu tổ chức kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn ma túy trên địa bàn. Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một chiếc xe ô tô bán tải hiệu Toyota mang biển số Tây Ninh chạy hướng từ bãi sau đi bãi trước nên đã ra hiệu dừng kiểm tra. Người lái xe bán tải là Nguyễn Nhật Hào, 25 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, xuống xuất trình giấy tờ, phát hiện Hào có biểu hiện phê ma túy nên lực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh, kết quả cho thấy Hào dương tính với chất ma túy. Tại đây tiếp tục kiểm tra nhanh thì 6 thanh niên đi cùng cũng dương tính với ma túy. Lực lượng công an còn phát hiện trong xe ô tô bán tải có 4 khẩu súng cùng với mã tấu, dao, rựa và ma túy ở dạng hàng khay. Vụ việc tiếp tục được điều tra và làm rõ.